Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em sẽ giới thiệu đến các bác mẫu xe Kia CS220, một dòng xe touring mang thương hiệu của Mỹ, với mức giá bán thì rất là hợp lý. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để các bác xem. Khung xe thì làm từ chrome, nhôm 6061 là một loại nhôm cứng và có độ chống lỏng mòn cao. Đồ của chiếc xe thì đều là đồ chính hãng, cọc yên 4 phút ghi đông đều là chính hãng GSC. Trang bị bộ tay lắc Gravit phanh 3 mảnh. Lốp của Gian. Lốp da 700 x 25 cm. Đĩa Growheel gạt Gravit. Đề chuyển số Sora. Em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 49 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 53 cm. Chiếc xe này phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6 đến trên 1m7 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 8 tầng lít, 3 tầng đĩa. Chuyển động ở vô cùng là vượt mà. Hay ơi bi phòng. Chiếc xe đang có giá bán cực kỳ tốt bên em là 6.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nào chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh cùng ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác của em bên trên kênh hàng ngày. Cảm ơn các bác đã xem video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.